Bà hỏng là mình xử lý cái gù diêm 3979 mà bữa nay là thấy con tôm mình bữa nay là thế nào rồi gạch? Nay đẹp giờ lớn, thấy có lớn lên này mà trắng sạch lắm. Bữa hổm là nó bị tình trạng sao? Hổm này đóng rong, Nhìn đóng đó, rong đóng nhìn mang nữa. dạ nhìn chưa nhìn. Bữa hổm nó đóng rong rong hả? Đóng rong mà đóng mang nữa. Bữa nay là tạt sau mấy bữa là nó hết đóng rong nhanh. Cả chừng 3 ngày 4 ngày 3 ngày 4 ngày là nó hết đóng nó rong. hết đóng rong, mà nay nó mạnh là nó trắng rồi. Thấy nó Mạnh lớn. trước giờ anh có xài sản phẩm nào khác sản phẩm gồ diêm 3979 không ạ? Không, mà nó chỉ xài có gieo không không sản phẩm nào có gieo mà nó chọi cũng 2-3 bữa hết rồi nó làm lại. Gieo là lúc trước là nó xài có 2 bữa hết nhưng cũng bị lại không có triệt để như cái sản phẩm gồ diêm 3979. Bữa nay là tôm mình nó này nó lại lớn hơn bữa hổm rồi đúng Lớn hơn, nó không ạ? lớn hơn bao nhiêu? Dạ. Vậy là sắp tới là anh có xài sản phẩm này để định kỳ cho tôm mình nữa không? Có cái này chứ, mình quyết định là xài định kỳ luôn, cứ như là cái từng hay là 10 bữa gì xài một lần, mình tạt cho nó sạch nước luôn. Cái đáy ao mình kiểm tra thấy cái đáy Nay ao tốt rồi. đúng là nay tốt mà sạch à. Lú là mình còn đi Lú đóng nó cũng bận. còn không có đóng bận không, nó ít hơn một lần vậy. Nghe nói là bữa hổm tôm mình có bị nổi đầu rồi mình đánh cái gùi gì mà 99 nó cũng cũng hết đúng không anh? Đúng rồi, không có Trong hết cái ô rồi. dèo đúng không? Trong bao Bữa hổm giờ trong ô dèo này là bị nổi đầu. đúng rồi, trong đó. Ô dèo này bị nổi đầu mà cũng đánh sản phẩm 3979 hôm nay. Là bữa nay nó Giờ không còn sạch nổi đầu nữa rồi, hả? ừ đẹp rồi, hết rồi. Hết nổi đầu luôn tới giờ luôn. Là bữa hôm đánh có nửa gói à? Rồi, đó, đó, Nửa gói. tại mưa hoài, có mưa gió. Ôi ôi mà không mưa hết trơn. Mưa Nắng là không mưa tháng mưa, 10 ngày nay đâu có nắng mưa không gì đó. trưa mà mưa không chịu. Nước hồi ấy là đục nó đỏ tư luôn, nó đỏ đục mắm luôn nè. Ta con quánh là nhảy vào nước gì là khác liền nè. Đánh cầu gì mà chú? Đánh ghim rồi nè, như vậy nè, ta chạy bọc tới ngoài để co qua bên đây, lúc bờ đây chạy thẳng qua tới cái chòi trắng rồi lúc này đó đó. Dạ. Bởi nên đi vòng nhiều quá đi, mưa nhiều Xài quá gầu diêm mấy mấy ngày chú thấy quả chú? hả. Xài gầu diêm mấy ngày chú thấy quả? Thì ta mới dục hồi chiều hôm qua, cái đường đây nè, ta mới dục hồi chiều hôm qua đó, là mà nước là gì đó, cho cái nước nó đỏ thì gan nước với sông á. Nước đỏ bây giờ quánh đổi màu nước ra Lớn luôn đỏ hả? màu gì nè, thấy màu nước thì nó thấy cũng đẹp rồi đấy. Mới cái đi mà Nó với ngày phịch nay mấy đó. cái dơ lên ha, nó phịch mấy cái dơ nó lên, bữa nó nước màu đỏ, hôm qua màu đỏ Nó đỏ, nó đỏ như nước mắm gì đó, thì vậy nên hả? đỏ gì gai nước với sông, em hiểu rồi đó. Đánh nhắc mấy giờ chú? Quánh là chuyện qua tao Sáu quánh giờ 5:30 á. mình gửi 6 giờ đúng rồi, để đỏ giờ đó phải gồ diêm 3979 không. Nhưng mà chính này chính nha, này mình lo về à, cao rồi của chú thôi chú. Cái hai dạo nè là Hôm nay là dạng nước đỏ đã hết nó rồi, chuyển xanh lại. đi. Chứng tỏ là cái gù diêm nó xử lý được nước đỏ chắc 6 giờ chiều. Chắc là nhiều ao hiệu quả như vậy đó bà con. Đất ở đây là đất thuộc. Và đất xới, đất cấy mà người ta đưa máy vô, người ta nhận xuống đây cho nên là nó rất là dẻ. Ở đây là cũng thuộc dạng khó nuôi. Bữa nay thì Giang xuống hỗ trợ cho chú để làm cái chương trình vuông tôm vượt khó. Cho chú cũng thuộc dạng khó khăn mấy năm nay nuôi không không có gì hết, bắt thì cũng đủ trả tiền giống không có dư, thì mình giúp cũng được nhiều cái hộ nông dân rồi cho nên là mình thấy là cái chỗ này là rất là thiết thực tại vì chú rất là chịu làm, đất rất là cứng luôn rồi đi không lúng luôn. Chú rất là ưng ý cái gói gù diêm đó. Đó giờ chưa có sản phẩm nào mà được như vậy. Xin chào em Tinh Thầy ạ. Dạ em thầy ạ. Địa chỉ đây là ở đâu thì ạ? Đây là xã Phú Thượng, Phú Tân, Cà Mau. Hôm nay thì anh xuống vườn của em để anh khảo sát lại cái tình hình, tình trạng cái vườn như thế nào á, để anh hướng dẫn rồi tạo cái đăng ký cho em làm cái chương trình vườn tôm việc khó đó. Dạ. Thì mới nghe chia sẻ là miếng vuông này là em mướn của ta hả? Dạ em mướn nè. Vậy ha. Rồi em có vuông riêng không? Dạ không, em mướn miếng này thôi. Vậy ha. Thì thời gian trước đây thì em cũng có sử dụng cái dòng men bên anh rồi. Dạ. Thì cái lúc đó em sử dụng dòng men nào vậy thầy? Xài men gây mồi ớt IC39 nè. Ừ. Cái gầu diêm. Ừ.
thì em thấy cái men nó hiệu quả như thế nào, nhờ em chia sẻ lại cho bà con mình biết á. Nói em xài cái men gồ diêm đó là để làm gì? Em đánh đái này nó sạch nè. Ừ. Rồi khi mà anh đánh nó như vậy thì thấy nó hiệu quả không? Dạ, im nước tượng tốt, tượng tốt chứ đó. Rồi cái lúc mà em đánh cái men của anh vậy là em thấy nó hiệu quả vậy rồi tôm của em trúng không? Gai gai được. Ừ, cũng được ha. Rồi cũng được là thu hoạch được nhiều không? Ví dụ như con nước cỡ nhiêu? Con nước đợt đó con nước khoảng 5-6 triệu ha. Ừ, nước 5-6 triệu ha. Dạ. Nói chung cái thằng gồ ghim này là xài nước đỏ này là ok đó. Tôi thấy cảm nhận của tôi là tôi thấy là ok. Lý nước đỏ này là tuyệt vời. Mà lúc đó là anh đã xử lý cái gói này mới xài, cũng như xài thử thôi chứ đánh cũng không có đủ liều ha. Đúng rồi, đúng rồi. Em chỉ là xài thử thôi, mới xài lần đầu à. Trước giờ xài mấy thằng dâu hoặc là gieo này kia nọ là ba cái nước đỏ, chị nước đỏ này kia kia nọ là thấy không có hiệu quả. Có thằng gồ ghim này là em thấy là ok nè. Do đâu mà mình biết mình liên hệ được mình xài cái gói gồ ghim với anh? À, mà do em biết ở trên YouTube do anh Tấn á, chỗ anh Tấn á. Rồi em lúc đầu tiên em mới điện ảnh, rồi sau này ảnh mới cho số điện thoại em, cho lại số điện thoại của anh á. Rồi mới liên hệ, rồi anh mới xuống nè. Mình thấy cái gói gồ diêm xử lý đái tốt vậy đó thì mình có thể là mình nhân rộng cái mô hình này ra để cho bà con mình cùng biết được không anh? Có chứ. Thì bây giờ em làm cái này bị mới xài năm đầu mà em thử mà nó hiệu quả gì là từ đây về sau là em xài này luôn. Giờ vậy đây nếu mà vuông mà của anh em gần gần đây nè, người ta có bị nước đỏ gì này kia em chỉ người ta. Dạ. Cho người ta xài.